Ông Phạm Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông viện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiêm trưởng ban truyền thông của phòng khám. Kính thưa toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì trước đây khi cha Phêrô còn sống, cha đã giáo dục, cha đã đào tạo, cha đã huấn nhục bốn thầy thuốc ở đây là thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến và cô Hạnh. Thì bên cạnh đó có một học trò xuất sắc và ưu tú của cha, đó là anh Phạm Xuân Dũng. Và cha đã tín nhiệm và trao cho anh chức vụ là trợ lý của cha Tường, kiêm trưởng ban truyền thông. Nhớ lại những ngày anh đã cúi đầu trước di ảnh của cha và ra đi lên đường với hành trang là lời cha dạy, và anh đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng chúc mừng anh với cái thành công là anh đã trở thành trưởng ban truyền thông của Viện Khoa học chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và hôm nay các thầy thuốc ở đây cũng vui mừng chào đón sự trở về của anh, cũng như là anh sẽ cộng tác cùng với các thầy thuốc ở đây làm trưởng ban truyền thông. Đây là cái sứ mệnh cao cả mà cha Phêrô trước khi qua đời đã an bài cho anh. Thì chúng ta, các thầy thuốc và các bệnh nhân cũng mong muốn được lắng nghe ý kiến và cái đôi lời chia sẻ của anh. Xin được trân trọng kính mời anh Phạm Xuân Dũng ạ. Cũng là cái video đó hết cái kính thưa cha, kính thưa quý thầy, kính thưa quý mạnh thường quân, quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thân mến. Thực sự không biết là hôm nay Xuân Dũng có thể nói được nhiều hay không, nhưng mà vô cùng xúc động. Nhìn thì rất là mạnh mẽ, nhưng trái tim thì hơi yếu đuối. Xuân Dũng xúc động vô cùng khi những học trò của cha, các thầy của cha hôm nay đã làm cho cha chắc cha vui lắm. Xuân Dũng nghĩ như vậy. Cho Dũng 30 giây mình mẹ lên chút xíu. Cứ mỗi lần mà nhắc đến cha thì nó xúc động, cho nên là xin phép cha để cho Xuân Dũng được nói suôn sẻ hơn, thì có lẽ cho Dũng nhắc cái từ cha ở trong tâm được rồi. Vì khi mà mỗi khi nói ra như vậy Dũng hơi bị xúc động đấy. Thưa quý thầy, thưa bệnh nhân và các anh chị bệnh nhân và các nhà hảo tâm thân mến, Dũng rất vui mừng khi hôm nay các thầy đã phục dựng lại được cái phòng khám của cha, nơi mà cha tâm huyết bao nhiêu năm, nơi mà cha đã đưa công trình khoa học của cha về ở đây. Và hầu như ai cũng đau buồn, cảm thấy xót xa, và có những người hoang mang đến tột đỉnh khi thấy công trình của cha đã bị san bằng. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng các thầy nỡ lòng nào mà đi đập bỏ, phá bỏ như vậy. Nhưng sau đó chúng ta mới hiểu rằng sự thật không phải là như vậy. Sự thật các thầy luôn trân quý những cái gì cha để lại, nhưng họ đã không giữ lại, và cũng xin chân thành cảm ơn đến họ. Chính họ đã phá bỏ thì hôm nay tại nơi đây, ngay chính cái vị trí mà cha đã chọn, đã có một cái phòng khám mới khang trang hơn, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn. Và mọi người có thể dành cho những học trò của cha một tràng vỗ tay thật lớn, đúng không ạ? Chúng quay trở lại đây rất xúc động khi mà hơn 2 tháng qua, gần 3 tháng rời bỏ, đã bị đẩy ra khỏi phòng khám này. Khi ra đi thì
chào cha, thì Xuân Dũng mang theo một cái tâm nguyện rằng mình phải làm gì đó để cho cha phải tự hào về mình hơn, để cho cha mình cảm thấy là mình là xứng đáng, là một người mà cha đã chọn. Và nếu như ai thấy rằng trong vòng hơn 2 tháng qua thì hầu như Xuân Dũng không dừng lại, không phải vì một cái sự cố nhỏ để mà mình bỏ đi một cái đại cuộc, bỏ qua một cái việc lớn. Và Xuân Dũng chấp nhận mọi thị phi, tất cả mọi cái, để mình âm thầm lặng lẽ để làm những cái việc mà ai hiểu thì hiểu, Dũng không nói ra ở đây nữa, nhưng Dũng cảm thấy rằng là chắc cha cũng vui. Và ngày hôm nay Xuân Dũng trở lại đây được sự chào đón của quý thầy, và Dũng biết rằng chắc cha cũng mong điều đó. Và không biết nói gì hơn, hứa trước linh hồn của cha với các thầy và tất cả mọi người, Xuân Dũng sẽ cống hiến hết mình cho phòng khám, cho bệnh nhân theo cái ý nguyện của cha, cũng như trong khả năng của Xuân Dũng, và luôn luôn cùng với phòng khám để xây dựng làm sao đó phòng khám ngày càng tốt đẹp hơn, lan tỏa hơn và được nhiều người yêu mến hơn. Đó là mong muốn của Xuân Dũng. Rất mong sự chung tay của quý thầy và quý bệnh nhân cũng như quý khán giả. Xin mọi người cổ vũ. Phải thực sự mà nói rằng là rất bất ngờ, trong một thời gian ngắn thôi, nhưng các thầy đã phục dựng lại nơi này nó đẹp như vậy, tang tang như vậy, thì cũng phải chân thành cảm ơn đến chính quyền địa phương các cấp, cảm ơn đến quý nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, và cảm ơn đến quý bệnh nhân cũng đã đồng lòng chung tay giúp đỡ, không chung tay bằng hiện vật, bằng tiền tài, nhưng chung bằng cái tấm lòng, chung bằng cái sự đồng viên, cái tinh thần. Đó là một điều rất là lớn và rất đáng quý. Thì cũng thay mặt chắc có lẽ cái này thì chút nữa thì thầy sẽ nói hơn, nhưng mà cho Xuân Dũng cũng nói luôn, cũng thay mặt phòng khám cũng như quý thầy ở đây cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị, đường còn dài và còn rất là lớn. Hôm nay các thầy, đây là một cái phần nhỏ và cái đồng trách trong sứ mệnh của các thầy, sắp tới nó sẽ còn bùng nổ hơn, lan tỏa hơn nữa. Và hy vọng rằng ở trên trời cao, trên thiên đường, cha sẽ soi sáng con đường này để cho các thầy đi đúng, không vấp ngã, và cũng như soi sáng cho các bệnh nhân, soi đường chỉ lối cho các bệnh nhân chọn đúng hướng, đúng người, đúng thầy, đúng thuốc, để bệnh nhân được đẩy lùi bệnh tật và được sớm về đoàn tụ sinh hoạt cùng với gia đình, cùng với cộng đồng và với xã hội. Thì trong cái buổi lễ này, Xuân Dũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn chính quyền địa phương, quý thầy, quý nhà hảo tâm và quý bệnh nhân đã đồng hành cùng phòng khám trong thời gian vừa qua. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.